Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Phượng Vlog Cuộc Sống Quanh Tôi. Thì hôm nay ngày cuối tuần cho nên là Phượng tranh thủ đi công việc và sẵn tiện đi qua cái đoạn đường mà có cái cầu Thủ Thiêm trước mặt mọi người đây, là cầu Thủ Thiêm 2 thì đã và đang gấp rút để chuẩn bị hoàn thành trong năm nay. Thì Phượng đứng lại quay một chút xíu tại vì đằng kia thì công trình người ta vẫn chưa có xong cho nên Phượng không được phép lại đó, thì Phượng đứng quay từ xa cho tất cả mọi người cùng xem nhé. Bây giờ mời tất cả mọi người đi.